Nhằm nắm bắt kịp nhịp chuyển mình từng ngày trong phong cách thời trang của người tiêu dùng, Honda Việt Nam đã chính thức ra mắt phiên bản mới cho Vision 2025, với bộ sưu tập màu sắc mới mẻ và hiện đại. Cụ thể, phiên bản đặc biệt của Vision năm nay gây ấn tượng với màu sắc nâu đen mới lạ, kết hợp với vành xe màu đồng nổi bật. Phiên bản thể thao sở hữu những màu sắc độc đáo như đen và xám đen. Đặc biệt hơn, phiên bản này còn gây chú ý với tem xe sport mới mẻ, thể hiện rõ cá tính mạnh mẽ của người lái. Các phiên bản cao cấp và tiêu chuẩn của Vision tiếp tục được trình làng với những màu sắc được ưa chuộng như đỏ đen, xanh đen và trắng đen, mang lại vẻ ngoài thanh lịch, truyền thống nhưng không kém phần cuốn hút. Về thiết kế, Honda Vision 2025 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật. Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển. Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng. Điểm nhấn nổi bật chính là việc sở hữu khối động cơ ESP thông minh với thiết kế nhỏ gọn, dung tích 110cc, 4 kỳ, xi lanh đơn và làm mát bằng không khí. Động cơ này tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FE, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời, giúp tăng cường hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm ma sát. Cùng với đó, việc áp dụng khung dập hàn laser thông minh thế hệ mới ESAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao. Đồng thời, Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển. Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng. Phiên bản Vision 2025 sẽ chính thức bán ra thị trường vào ngày 22 tháng 11 năm 2024 thông qua các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm hết trên toàn quốc, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước với mức giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn.